Xin chào các bạn yêu đàn nhị. Ngày hôm nay thì mình xin test một sản phẩm đàn nhị Đôn Hoàng cho một vị khách ở Bạc Liêu. Người khách này mua hàng và có yêu cầu mình test âm thanh của nó và đăng lên kênh YouTube của mình luôn để cho bạn ấy tiện xem luôn. Vâng, hôm nay thì mình xin test cho bạn đấy xem và cả nhà cùng tham khảo. Nếu mà ai mà cảm thấy cây này hợp với mình thì cũng có thể sắm cho mình một cây về chơi cho nó vui. Cây này cũng là một cây dành cho nghệ sĩ đi biểu diễn rồi. Thôi, bây giờ mình xin đập hộp của nó. Đây gọi là đàn nhị Đôn Hoàng. Mở ra thì có hai chiếc dây mang nhãn hiệu Đôn Hoàng. Đó. Còn cái này thì nó giống như cái bao, giống như cái bao của màu đen, bao màu đen thôi, nhưng mà nó khác khác hơn và chất liệu nó tốt hơn. Đó. Đây, cho các bạn xem qua bên trong của cái chiếc bao. Chất liệu thì bằng vải, dạng như vải kaki. Trong này thì lót một lớp nỉ. Đây là, trong này nó là xốp, xốp rất là cứng. Đây là ngoại hình của cây đàn. Cây đàn này chất liệu gỗ cẩm lai. Logo Đôn Hoàng. Đây. Bạn này thì là một người mới bắt đầu chơi nên là có yêu cầu mình dán sẵn các nốt cho bạn đấy. Sau đây mình xin đi test âm thanh của nó. OK. Các quãng rất là sạch sẽ. Bây giờ làm một bài nào đó nha. Thank you.
Đó, mình test qua một bài đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn sẽ chọn được một cây đàn ưng ý. Xin chào các bạn.